Con thiệt tình lắm, tại ba má mình dạy từ nhỏ tới lớn á là mình phải thẳng như ruột người đó. Với lại á, hai bác giao bé Nhu cho con là yên tâm, tại vì nhà con ruộng dừa cò bay thẳng cánh, lỡ có chết đồn ngọt á cũng có đất để chôn. Là thương gia với nhau rồi thì đâu có tính toán chuyện đó. Cứ có ngã xuống là tôi lo. Dạ. Đưa qua mà không kịp thì báo mộng tôi ha.